Những loại rau củ tốt cho sức khỏe chỉ nên ăn sống, hành tây, củ cải đỏ, cải xoăn, ớt chuông, tỏi là những loại rau củ rất tốt cho sức khỏe con người, nhưng chỉ nên ăn sống thay vì nấu chín để đảm bảo chất dinh dưỡng. Củ cải đỏ còn được nhiều người ví là tiểu nhân sâm bởi vì chúng chứa nhiều dưỡng chất không thua kém gì nhân sâm. Tuy nhiên, củ cải đỏ sau khi được đun chín các thành phần dinh dưỡng sẽ bị giảm bớt. Chỉ có ăn sống và nhai kỹ thì mới có thể phát huy được hết thành phần dinh dưỡng trong nó. Ngoài ra, loại củ này cũng có khả năng giải độc đố, tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả trong cơ thể. Ăn củ cải đỏ sống giúp giảm hàm lượng cholesterol. Ngoài củ cải đỏ có tác dụng rất lớn trong việc ức chế hoạt động của khối u, phòng chống bệnh ung thư và giám sát các tế bào bất thường trong cơ thể. Ớt chuông, ớt chuông chứa trên 30 loại carotenoid khác nhau, giúp tăng cường sức khỏe cơ thể. Một bát ớt chuông xay nhỏ chứa 157% lượng vitamin C cần dùng hàng ngày. Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin E, vì thế thường xuyên ăn ớt chuông sẽ có tác dụng đặc biệt trong việc ngăn ngừa bệnh tật, duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ớt chuông có thể ăn chín hoặc sống, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bạn nên ăn sống để bảo toàn lượng vitamin C được hấp thụ vào trong cơ thể. Bởi nếu được chế biến ở nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong ớt chuông thất thoát, giảm tác dụng. Hành tây. Tuy hành tây khiến chúng ta bị cay mắt, nhưng đây lại là loại củ có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, loại củ này có chứa một lượng lớn hợp chất lưu huỳnh. Hợp chất này không chỉ tạo ra mùi vị đặc trưng của hành tây, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hơn nữa, hành tây còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, biotin, acid folic, chrome, kali và chất xơ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc ăn sống hành tây sẽ tốt hơn là nấu chín, bởi khi ăn sống, các dưỡng chất, vitamin trong hành tây sẽ được phát huy tối đa, đặc biệt là các đặc tính chống ung thư của hành tây. Một thí nghiệm được thực hiện cho thấy khi hành tây đun nóng, các chất có lợi cho tim cũng dần biến mất. Ngoài ra, tiêu thụ hành tây sống mỗi ngày còn giúp thải độc cơ thể khỏi các độc tố gây hại. Điều này sẽ giúp làm sạch máu và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Với các chị em đang cho con bú, ăn hành tây sống còn giúp tăng lượng sữa mẹ. Tỏi. Tỏi có rất nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Trong tỏi chứa allicin, giúp tăng sức đề kháng, phòng chống cảm cúm, ung thư, chống lão hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc nấu chín tỏi sẽ khiến allicin dễ bị bay hơi. Làm nóng tỏi ở 200 độ C trong 6 phút đã ức chế hoàn toàn hoạt động kháng tiểu cầu của tỏi. Tỏi luộc trong 20 phút sẽ bị ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn, và chỉ 1 phút ở trong lò vi sóng đã phá hủy 100% khả năng chống ung thư của nó. Vì vậy, lời khuyên được đưa ra là, bạn nên ăn sống tỏi để giữ được các dưỡng chất quý giá trong tỏi. Tuy nhiên, không nên ăn quá 15 gram tỏi mỗi ngày và không nên ăn quá nhiều tỏi một lần. Điều này sẽ làm kích thích mắt, dễ gây ra viêm kết mạc mắt. Cải xoăn. Cải xoăn không chỉ là thực phẩm dùng trong bữa ăn hàng ngày mà còn được xem như cây thuốc quý. Trong cải xoăn chứa rất nhiều các vitamin như vitamin A, vitamin K, vitamin C, B6. Ngoài ra chúng cũng chứa nhiều kali, mangan, magie. Cải xoăn có chứa các hóa chất giúp ngăn ngừa bệnh ung thư. Hóa chất trong cải xoăn cũng có thể hoạt động chống oxy hóa. Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra cải xoăn có đặc tính chống ung thư cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất thực vật glucosamine. Hợp chất này có thể giúp hạn chế phát triển các khối u cũng như ngăn chặn các enzyme có liên quan đến ung thư. Tuy nhiên, nếu nấu chín cải xoăn ở nhiệt độ cao sẽ khiến các dưỡng chất và vitamin có trong rau bị phân hủy. Đặc biệt nhiệt cũng sẽ vô hiệu hóa các hợp chất có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Salad. Do có chứa nhiều beta-carotene, nên salad được các nhà y học xem là một ứng cử viên tiềm năng trong việc ngăn ngừa ung thư, phòng tránh các bệnh tim mạch, thấp khớp, đục thủy tinh thể. Nước ép salad còn có tác dụng giải nhiệt, điều trị táo bón. Đối với bệnh nhân tiểu đường, salad là một loại thực phẩm lý tưởng, vì thuộc nhóm rau sống có thành phần carbohydrate thấp hơn 3%. Tuy nhiên, loại rau này được khuyến cáo tốt nhất chỉ nên ăn sống, bởi lẽ khi đun chín ở nhiệt độ cao sẽ khiến cho rau hao hụt lượng đáng kể các vitamin bên trong.